Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Du lịch và Cuộc sống của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị khán giả, nhằm tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch kích cầu, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã đứng ra chủ trì kết nối các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch như lữ hành, khách sạn, nhà hàng, hàng không trên địa bàn thành phố nhằm tạo ra nhiều sản phẩm chương trình tour du lịch hấp dẫn trong giai đoạn cuối năm 2018 và năm 2019 sắp tới đây. Đặc biệt, đó là chùm City Tour bao gồm 8 tour đã được làm mới theo hướng giá cả cạnh tranh hơn nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng dịch vụ. Đó là những thông tin đã được Sở Du lịch đưa ra trong buổi lễ phát động chương trình kích cầu du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2018 và năm 2019. Tại buổi lễ công bố, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh về chương trình kích cầu 8 sản phẩm tour du lịch đặc biệt được chia thành 3 nhóm chính. Nhóm các tour trong nội ô Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, bức tranh thiên nhiên tươi đẹp và Củ Chi, nơi ghi dấu lịch sử vang danh. Các chương trình City Tour này giới thiệu những điểm đến đặc sắc, tiêu biểu trong quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh qua 320 năm, mang đến cho du khách góc nhìn về một thành phố vừa lâu đời lại vừa hiện đại, vừa sống động, tấp nập lại thanh bình, yên ả, với những kiến trúc độc đáo, đa dạng là một nền ẩm thực hài hòa, phong phú. 8 chương trình tour du lịch đặc biệt này sẽ khởi hành hàng ngày do nhóm doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch của thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với chính sách giá ưu đãi nhưng vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ, chất lượng thuyết minh theo từng tuyến điểm. Hứa hẹn thêm nhiều chọn lựa, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị khi đến tham quan du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực sự thì đối với cái chương trình mà kích cầu du lịch để kỷ niệm Sài Gòn 320 năm đợt này thì sở đã làm rất tốt khi mà có thể kết hợp được những công ty du lịch hàng đầu lại để tạo ra những cái gói sản phẩm rất là hấp dẫn. Tuy nhiên là chúng ta vẫn thấy là đâu đó vẫn còn những cái bóng dáng của những cái sản phẩm cũ, nó vẫn chưa hoàn toàn mới. Tuy nhiên là theo quan điểm cá nhân của Tugo thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà tạo cho du khách có một cái động cơ đến với thành phố Hồ Chí Minh để mà trải nghiệm cái sự thay đổi của thành phố sau một khoảng thời gian thì đây cũng là một trong những điểm nhấn rất lớn, và kỳ vọng rằng chúng tôi kỳ vọng rằng là với những cái điểm mới như là đi du lịch bằng đường thủy hoặc là sở đã đưa ra những cái concept du lịch rất là mới thì sẽ tạo nên một cái sức hút cho du khách nước ngoài. Bên cạnh chương trình kích cầu khách du lịch vào thành phố Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2018, chào mừng 320 năm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch phát động chương trình cho năm 2019 với các nội dung khá phong phú như phối hợp với hãng hàng không Việt Nam Airlines, VNA và Vietjet Air, VJA, triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa. Các chương trình khuyến mãi giảm giá trực tiếp của các doanh nghiệp du lịch, lữ hành trong ngày hội du lịch dành cho người tiêu dùng du lịch của thành phố và các địa phương khác khi đến đây, tổ chức các chiến dịch giảm giá nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến thành phố trong mùa thấp điểm. Chúng tôi cũng nhận được sự phối hợp cũng khá tích cực từ các sở ngành trong cái tham gia chương trình kích cầu này. Cụ thể như là Sở Du lịch và Sở Công Thương cũng đã phối hợp để đưa chương trình kích cầu này cao điểm vào tháng 12, cũng là tháng khuyến mãi mà do Sở Công Thương chủ trì, và chúng tôi cũng tổ chức kích cầu cao điểm vào thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 cuối năm. Do đó khi du khách đến đây vừa nhận được cái phần kích cầu du lịch, vừa có thể là tham quan là mua sắm tại các trung tâm thương mại và tại các cơ sở dịch vụ mua sắm trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp với lại Sở Y tế để có những cái chương trình du lịch y tế rất là kích cầu. Cụ thể như các cơ sở nha khoa đã tham gia sâu và xuyên suốt chương trình kích cầu trong tháng 12 và cả năm 2019 để làm sao đưa nhiều du khách đến tham quan thành phố, kết hợp với lại điều trị nha khoa, và sắp tới cũng sẽ triển khai với lại các cơ sở bệnh viện trên địa bàn thành phố. Để quảng bá chương trình này đến với du khách trong và ngoài nước, Sở Du lịch cho biết đã chủ động phối hợp với các kênh thông tin xã hội trong và ngoài nước, đồng thời cũng công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chương trình Du lịch và Cuộc sống, kênh HTV9 lúc 16:20 thứ Bảy hàng tuần. Tại cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch, sởdulich.hochiminhcity.gov.vn, trang tin điện tử tạp chí du lịch tcduLịch.TP.HCM.vn và thông qua ứng phẩm giới thiệu chương trình sẽ được phát hành tại các trạm thông tin và hỗ trợ khách du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố.